Good morning, everyone. My name is Aria Lang Phuong Pham, and on today's June 2nd Vietnamese American television program, we've broken it down into two parts. The first part is Jiao, Washington, D.C., with Democrat for Supervisor candidate Wang Lin. And the second part is the Memorial Day Parade coverage with Bích Phượng and Đậu Thanh Vân. Kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình Chào Washington với Thanh Trúc. Và vị khách mời hôm nay là một người trẻ, tên của anh là Hoàng Duy Linh, nhưng mà trong những cái sinh hoạt cộng đồng hay là những công tác xã hội thì chúng tôi gọi nhau là Linh Hoàng. Và Thanh Trúc xin thân mến chào Linh Hoàng. Chào chị Thanh Trúc. Kính thưa quý vị, Linh Hoàng hiện tại đó, một trong những công việc của anh đó là cố vấn cho Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam trong cái vấn đề liên lạc với Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ. Mà đây là một cái lĩnh vực rất là quen thuộc mà Linh Hoàng thường hay hoạt động. Vào cái cuộc bầu cử sơ bộ ngày 11 tây tháng 6 sắp tới, tức là chỉ còn có một tháng nữa thôi Linh Hoàng, thì thưa quý vị, Linh Hoàng là một ứng cử viên vào chức vụ quận trưởng địa hạt Fairfax, tiểu bang Virginia. Thành ra Thanh Trúc muốn và mọi người đều muốn biết là cái lý do nào thúc đẩy Linh Hoàng, một người trẻ nhé, mà gọi là một người Mỹ gốc Việt, mạnh dạn dấn thân để mà ra ứng cử vào chức vụ quận trưởng của địa hạt Fairfax. Dạ, cảm ơn chị Thanh Trúc đã cho mình cơ hội ngày hôm nay để đàn về một cái vấn đề rất quan trọng đối với tôi và gia đình và bạn bè, đó là đứng ra tranh cử cho quận trưởng tại địa hạt Fairfax. Có ba lý do như sau. Một là mình muốn tham gia vào trong chính trị dòng chính của Hoa Kỳ. Thứ hai là mình muốn địa phương phải thật tình đáp ứng những nguyện vọng và tiếng nói của người dân, đặc biệt là của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Và thứ ba là tôi muốn trả ơn đất nước Hoa Kỳ, nơi đã tạo điều kiện cho chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc và đầy tự do. Thưa anh Linh Hoàng, có nghĩa là theo nhận xét của anh đó, thì từ trước đến nay đó, anh thấy rằng là chính quyền địa phương của địa hạt Fairfax đó, có để ý lắm và có đáp ứng được cho nó thật là gọi là có hiệu quả về những cái nhu cầu, cái nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt ở đây hay không? Dạ thưa chị, ở trong địa phương, local government là có những cái chương trình rất quan trọng cho tất cả người dân, nhưng mà người Mỹ gốc Việt của chúng ta có thể chưa biết tới, do nên mình phải đứng ra và giúp những người cộng đồng Việt Nam của chúng ta để tham gia vào trong dòng chính và participate in the programs that are available at the local government level. Dạ, kính thưa quý vị cũng như là thưa Linh Hoàng, Thanh Trúc cũng đồng ý với Linh Hoàng ở cái điều là chỉ nói riêng về cái địa hạt Fairfax thôi. Cái chương trình của chính phủ có rất là nhiều chương trình rất hay, nhưng mà có rất là nhiều người Mỹ có việc chúng ta không đi sát và không biết. Yeah. Cho nên đó là quyền lợi của mình mà mình không biết. Nếu mà có một người đại diện cho mình mà ở ngay trong cái, có một cái ghế ngồi ở trong chính quyền địa phương và nói lên được cái điều mình muốn, mình cần và đem đến cho mình những cái điều đó thì quả là rất là quan trọng. Nếu như mà đắc cử vào chức vụ quận trưởng của đại học Fairfax thì Linh Hoàng đó cho biết là cái chương trình hành động, chương trình làm việc của Linh Hoàng sẽ như thế nào? Dạ. Dạ thưa chị, nếu thắng cử, tôi sẽ sát cánh làm việc chung với cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại địa hạt Fairfax. Có những cái chương trình như sau. Một là mình phải bảo đảm phúc lợi cho các bậc cao niên, tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ lo lắng về an ninh hoặc là đến giáo dục. Và quan trọng là những gia đình có lợi tức thấp, những vấn đề này rất là quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt của chúng ta mà mình phải đứng ra và để tranh đấu cho những cái quyền lợi cho người Mỹ gốc Việt. Dạ vâng, và xin đừng quên rằng là ở trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Fairfax, và cũng giống như cái tiểu bang Virginia đó, thì là người Mỹ gốc Việt có rất nhiều người làm tiểu thương, small business. Dạ, thành ra cũng có những chương trình thúc đẩy, hỗ trợ cho người làm tiểu thương ở quận này để mà thúc đẩy kinh tế. Thưa quý vị, Linh Hoàng hình như cũng có nói đến cái điều đó trong cái chương trình hành động của anh thì phải. Dạ, thưa chị, trong cái chương trình của tôi là phải giúp tiểu thương, giúp họ trở thành những cái tiểu thương tốt để mà tạo công ăn việc làm cho người dân. Nhất là mình phải giúp cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta biết đến những cái chương trình
Những cái program mà nó available at the local government level to better access access to capital, to financing, to grow their business. Có những chương trình này available nhưng mà cộng đồng Việt Nam chúng ta chưa biết tới, cho nên mình phải connect our community into the mainstream local politics. Yeah, tức là những chương trình gọi là vay vốn, làm thế nào để vay vốn được, làm thế nào để tự mà với cái chính sách của địa phương thì làm cho cái kinh doanh của mình nó mạnh lên. Dạ, đó nó có lợi cho mình. Dạ vâng. Anh Đinh Hoàng nè, có một điều như thế này, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Đại học Fairfax nói riêng cũng như ở Virginia và cũng như người Việt nói chung ở trên đất Hoa Kỳ này, họ là những cộng đồng chống cộng. Họ là những người Việt quốc gia, họ nói như thế, và họ thường chống cộng, họ thường lên tiếng cho những cái điều gọi là để chống lại những cái điều sai trái bất công ở trong cái xã hội Việt Nam, của cái chính quyền Việt Nam, chính quyền cộng sản ở trong nước, và họ thường lên tiếng tranh đấu, cổ vũ cho tự do của Việt Nam, cho nhân quyền cho Việt Nam, cho dân chủ cho Việt Nam. Nếu là một quận trưởng mà là ở trong cái chức vụ đó thì Linh Hoàng có tự cho phép mình bước ra để mà đồng hành cùng với cộng đồng người Mỹ có việc ở đây để mà tranh đấu cho những cái điều mà Thanh Trúc vừa nêu là về dân chủ, về nhân quyền, về tự do, chống lại những cái sai trái, những cái ác ở của chính quyền cộng sản Việt Nam ở trong nước không? Dạ thưa chị, nếu đáng cử là một quận trưởng, mình sẽ sát cánh làm việc chung với cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Especially as an immigrant, as a refugee, we have to stand up for what is right, making sure that we continue to demand freedom, democracy, and human rights for Vietnam. And that's something that I will be working with the Vietnamese community. Dạ, kính thưa quý vị cũng hiểu là cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới sẽ là vào ngày 11 tháng 6, rất là nhanh tới thưa quý vị. Quý vị nhớ đi bầu và chọn đúng cái người mà mình có thể tin tưởng được. Không chỉ phục vụ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà anh Linh Hoàng cũng phải phục vụ cho cộng đồng của người bản xứ ở đây. Thành ra cái khó là anh đi ra ngoài và vận động và làm thế nào để mà cũng thu phục được cảm tình của cử tri của người Mỹ ở đây nữa, chứ không phải chỉ người Mỹ gốc Việt không. Và xin nhắc lại, nhớ đi bầu vào cuộc bầu cử sơ bộ ngày 11 tây tháng 6 sắp tới. Thanh Trúc cảm ơn thời giờ của Linh Hoàng, và chúng ta cùng gửi một lời chào đến tất cả những người đang theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin kính chúc quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một ngày an lành. Linh. Xin cảm ơn chị Thanh Trúc, và tôi rất hy vọng, mong rằng cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta mình ra đi bầu cho đông đủ vào ngày 11 tháng 6 sắp tới. Và nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà linforsupervisor.com. Xin cảm ơn. We will be right back after some short messages from our sponsors.